Sốc, sư Minh Tuệ bị phát hiện sử dụng máy nghe nhạc bí ân về hạnh đầu đà tập 23 mươi sư, cái y của này là sư này sư may được bao lâu rồi? Dạ con mới may được um, mấy uh, nửa tháng nè. Nên... Vải dày luôn, là, lắm luôn cái nha. Dạ vải này, um, dạ, vải vải, vải con rờ vô rất là dày luôn á. Vải quần, vậy vải họ mấy quần. Uh... À nhưng mà cái này là người ta cho hay là sư nhặt ờ, họ vứt đi ngoài mình lấy cái quần về mình nhặt rồi mấy khi vải mà uh, mấy cái người may quần áo ấy à, à họ yeah. dạ. họ cũng vứt đi ngoài đông rác này mình ra mình lượm cái rác của họ rồi mấy cái vải này là vải may này cho người họ vứt đi còn cái này còn... là đường chỉ sư may nè hả vâng trời ơi <laughs> còn... con là... cứ tưởng là mấy cái cái con cứ tưởng cái đường chỉ này là của cái quần cũ cơ mấy cái đường này nó đều nó đều như mấy máy luôn á vâng mấy cái đường này là con gá vào như thế này dạ làm, rồi, rồi khi đó mới cái này là mình đi đường lai cái này là sư đi đường lai trước nè rồi dự vải dạ Được. rồi bắt đầu sư may giờ mới may lại cái này cho kỹ con đang may cái đường à, này đây này. Không, đúng, rồi, đúng, đúng rồi đúng rồi cả nhà rồi nên là uh, cái, cái 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 may của con là nó như thế mình Ôi, thật sự là rất là tỉ mỉ luôn á con tưởng là, nãy giờ con cứ tưởng là mấy đường này là cửa đường mấy mấy của những Và... cái vải cũ cơ. Cái này là mới cũng có, cũ cũng có. dạ. cái đa số là cái vải quần của người ta để cho nó dạ. được dày dày chút. để dạ. mình cho nó được lâu cho mấy vải áo nó mỏng quá. Rồi tối dạ. sư là sư vừa dựa lưng vào trong đế rồi sư nghỉ luôn? Vâng. Sư không dài. nằm luôn hả? Con thì không nằm, không nằm mấy ba năm mà. Dạ, yeah. năm uh, hết 3 năm rồi uh, Phật thì không có dạy là nằm ngồi. Dạ. Yeah. Uh, vẫn nằm nhưng mà tùy theo mình phát nguyện uh, con nghe đấy vẫn có một số cho tu hành ngủ ngồi rồi bị vênh cổ. Yeah. Hay là bị cái này cái kia nhưng mà uh, theo cái 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 mình ấy uh, con cũng thấy uh, uh, nằm ngủ nhiều quá với lại con lại phát nguyện học 13 cái hạnh đầu đà nên là con không nằm. Dạ. Yeah còn còn sức khi nào mà thấy chịu không nổi thì mình mình nằm xuống mình cũng ngủ bình thường như lời Phật dạy đó. Dạ. Yeah. Yeah, cái đấy cũng do cũng duyên thôi chứ không không phải là mình uh, phải là nói là đây là Phật dạy. Dạ. Yeah. Ai um, ai muốn nằm thì nằm ai muốn ngồi thì ngồi. Dạ. Yeah. Uh, được. Ô muốn này sư có đài cassette hả? Dạ yeah, cái đấy làm để con um, nghe, nghe, nghe kinh. Nhìn. Ô nhưng mà sao hay nha từ 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 cho con ngưỡng tí nha Lời sư kết nối cái dây điện vô đây là để sạc pin đúng không? Vâng, tấm năng lượng. Sao? Cái nhà thiên này, sư đồ cái đồ sạc pin vô đây. Ừ. Ồ, cái máy này chắc cũng lâu lắm rồi nè Cái máy đấy một vị thầy ở trong um, thiền viện trúc lâm uh, bình thành nguyên uh, bình dương á. Dạ họ cho. Dạ. Ờ, họ cho dạ. cái máy để. Rồi để con... sư nghe kinh đồ này nở. Dạ sư? để con năm um, nghe a hàm kinh uh, dạ. mấy tặng kinh nhé uh. Nhưng mà mình nghi qua sóng radio hả sao? Không, thẻ, 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 Phạm giọng lục thập nhị kiến kinh. kinh, 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 kinh... Thể, mấy cái thể, thể nhỏ thể nhớ này. À. À, rồi rồi bắt đầu con tưởng là thương nghe radio dạ khi em radio không nghe được chỉ có nghe em kinh sách thôi con dạ. dạ. đâu có nghe radio cái này nghe điện thoại nữa dạ không có nghe nhạc không có lấy nữa đúng rồi nó hiện chữ usb này đây nè nó lấy từ đây dạ dạ phật nói và cũng tắt nha, con xin phép tắt nha Vâng Này, Su xẹt Trời ơi, Su dài dài gì luôn á, Su Vâng, bỏ quay em um, Tiếc ngồi kia luôn Ồ oh. Ôi Ôi Thôi Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến Trong một lần Sư Minh Tuệ đang ẩn cư tại núi Sản, Nha Trang Với bộ y áo giản dị trong hang đá Đã xảy ra một cuộc gặp gỡ đầy duyên lành một anh YouTuber Tình cờ biết đến sư đã tìm đến để ghi hình và trò chuyện cùng sư. Trong lúc ngồi đàm đạo, anh vô tình phát hiện ra sư đang sử dụng một chiếc đài nghe kinh Phật sạc bằng năng lượng mặt trời qua tấm pin đặt trên phiến đá gần đó. Theo như lời sư Minh Tuệ chia sẻ, chiếc đài này là món quà của một người hữu duyên từ Bình Dương tặng cho sư cách đây vài năm. Đây cũng là phương tiện giúp sư duy trì tâm linh và hành trì giáo pháp trong những ngày tu hành nơi núi non vắng vẻ đài nghe kinh Phật mà sư Minh Tuệ sử dụng có vẻ như là một công cụ giúp sư tăng cường sự tĩnh tâm và hỗ trợ cho việc học hỏi giáo lý. Nhưng việc sử dụng công cụ như vậy có thể gây ra tranh cãi khi xem xét nó dưới góc độ của các hạnh đầu đà. Trong số 13 hạnh đầu đà, có những quy định nghiêm ngặt về sự khổ hạnh và từ bỏ tiện nghi vật chất. Một số hạnh đặc biệt nhấn mạnh đến sự sống đơn giản, từ bỏ tài sản và vật chất không cần thiết nhằm giúp các vị tu hành giữ được tâm thanh tịnh, không bị vướng bận bởi những thứ ngoài thân. Tuy nhiên, chiếc đài nghe kinh mà Sư Minh Tuệ sử dụng lại không mang tính chất hưởng thụ tiện nghi vật chất mà có thể được xem là một phương tiện để Sư duy trì pháp âm và hành trì trong quá trình tu tập. Như vậy, từ một góc nhìn khác, nó không nhất thiết mâu thuẫn với tinh thần của hạnh đầu đà. Đặc biệt, nếu sư vẫn giữ được sự thanh tịnh trong lòng và không để vật chất làm phân tâm, trong trường hợp này, chiếc đài trở thành một phần của phương tiện hành trì, hơn là một sự tiện nghi về vật chất. Việc sử dụng năng lượng mặt trời để sạc đài cũng phần nào phù hợp với tinh thần đầu đả, vì không phụ thuộc vào điện lưới hiện đại hay những nguồn năng lượng phức tạp khác, giữ được sự đơn sơ và gần gũi với thiên nhiên. Việc sư Minh Tuệ sử dụng chiếc đài nghe kinh không hẳn vi phạm các hạnh đầu đả, nhưng để bảo đảm rằng hành động đó phù hợp với tinh thần khổ hạnh cần nhấn mạnh rằng mục đích của nó là phục vụ cho việc hành trì giáo lý, giữ vững con đường tu tập hơn là tạo ra sự tiện nghi. Hành động này nếu xuất phát từ sự tinh tấn hoàn toàn có thể hòa hợp với những hạnh đầu đà mà sư Minh Tuệ đang thực hành. Câu chuyện bắt đầu khi thầy Minh Tuệ, một nhà sư trẻ vừa rời tu viện, quyết tâm theo con đường 13 hạnh đầu đà, con đường tu tập khổ hạnh và rèn luyện bản thân để đạt đến sự giải thoát. Dù được khuyên bảo rằng hành trình này vô cùng khắc nghiệt, thầy vẫn quyết tâm đi theo con đường mà Đức Phật và các bậc tổ sư trước kia đã đi qua. Hạnh 1, mặc y phấn tảo. Thầy Minh Tuệ từ bỏ những bộ y phục gọn gàng, tươm tất mà chỉ mặc những tấm y phấn tảo. Những bộ y được làm từ những mảnh vải nhặt từ bãi rác hay những nơi bỏ đi. Mỗi khi khâu vá những mảnh vải rách đó, thầy cảm nhận sự từ bỏ gắn bó với vật chất, cảm thấy sự bình đẳng giữa mọi chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Hạnh Hải khi đến một ngôi làng nhỏ, thầy quyết định chỉ ngồi một chỗ trong suốt thời gian ở lại, không chọn những nơi dễ chịu như nhà của các gia đình giàu có, thầy chọn chỗ ngồi dưới một gốc cây cổ thụ giữa làng cứ mỗi ngày thầy chỉ đến nhà từng người để khất thực, nhưng luôn quay trở lại đúng gốc cây đó để ngồi thiền. Hạnh ba, ngồi ăn tại nơi thọ thực. Trong những ngày khất thực, thầy chỉ ăn ngay tại nơi nhận thức ăn, không mang theo hay giữ lại thức ăn để dành cho bữa sau. Hành động này giúp thầy rèn luyện sự chánh niệm trong việc thọ thực, đe, không để tâm vướng bận vào thức ăn mà chỉ tập trung vào mục đích chính, rèn luyện sự thanh tịnh của tâm trí hạnh 4, thọ thực một lần mỗi ngày. Thầy Minh Tuệ chỉ ăn một bữa duy nhất trong ngày, thường là vào buổi sáng hoặc giữa trưa. Dù những người dân trong làng có lòng dâng cúng thêm thức ăn vào buổi chiều, thầy từ chối, chỉ ăn đúng phần đã nhận vào buổi sáng. Qua đó, thầy cảm nhận rõ sự tự tại, không phụ thuộc vào các nhu cầu vật chất như ăn uống. Hạnh 5, ăn bằng một bình bát. Thầy Minh Tuệ không dùng nhiều dụng cụ để ăn mà chỉ có duy nhất một chiếc bát khất thực mỗi lần khất thực, thầy mang theo bát này, nhận đủ thức ăn từ những người dân dân cúng và ăn ngay tại chỗ. Cái bát trở thành biểu tượng cho sự đơn giản, không xa hoa, không cầu kỳ trong cuộc sống. Hạnh 6. Không nhận đồ cúng dư thừa Dù đôi khi được dâng cúng nhiều hơn nhu cầu, thầy Minh Tuệ không bao giờ nhận đồ cúng dư thừa. Thầy biết rằng, lòng tham, dù chỉ là trong sự ăn uống, cũng là một sự chấp trước, cần được vượt qua thầy chỉ nhận đúng phần cần thiết để duy trì sự sống, không hơn không kém. Hạnh 7. Không ở một chỗ quá ba ngày, thầy không ở cố định một nơi quá lâu. Sau mỗi 3 ngày ở lại một làng, thầy lại di chuyển đến một nơi khác để tiếp tục con đường tu hành của mình. Sự di chuyển liên tục giúp thầy không bám vào bất cứ nơi nào, không để tâm trí bị dính mắc vào bất kỳ điều gì. Từ đó giữ được sự thanh tịnh trong hành trình tìm cầu giải thoát. Hạnh 8 không nằm trên giường cao nệm ấm trong những đêm lạnh giá ở rừng núi thầy minh tuệ không chọn cho mình một nơi êm ấm để nghỉ ngơi thầy từ chối nằm trên giường cao nệm ấm mà chỉ trải chiếc áo của mình lên mặt đất và ngủ dưới gốc cây hay giữa trời thầy cảm nhận từng cơn gió lạnh lùa qua da thịt nhưng tâm thầy lại thấy an nhiên không còn bị tác động bởi những khổ đau thân xác hạnh chín ở nơi thanh vắng thầy luôn tìm những nơi thanh vắng để tu tập rừng núi hang đá nghĩa địa, những nơi mà người đời thường xa lánh. Chính trong những không gian hoang vu, tĩnh lặng này, thầy cảm nhận rõ sự vô thường của cuộc sống, hiểu rằng tất cả chỉ là phù du, không có gì là bền vững. Hạnh 10. Ngủ ngồi Một trong những hạnh khổ hạnh nhất mà thầy Minh Tuệ quyết tâm thực hành là ngủ ngồi. Ngồi thiền suốt đêm dài, không để cho thân thể nằm xuống nghỉ ngơi, thầy rèn luyện sự tỉnh thức, không cho dục vọng có cơ hội xuất hiện. Dù những đêm đầu tiên vô cùng khó khăn, nhưng dần dần thầy cảm thấy sự nhẹ nhàng trong tư thế đó và tâm trí thầy ngày càng sáng suốt. Hạnh 11. Mặc áo lấm bụi Khi đi bộ qua các con đường đầy bụi bẩm, chiếc y của thầy dần trở nên cũ kỹ, lấm lem. Nhưng thầy không lo lắng về vẻ ngoài của mình. Thầy chỉ cần bộ y ấy để che thân, không để tâm vào vẻ bề ngoài. Điều quan trọng là giữ tâm thanh tịnh, không để vật chất tác động. Hạnh 12 sống không nhà cửa. Thầy Minh Tuệ không có một ngôi nhà cố định nào. Khi ở lại bất cứ nơi nào, thầy đều ở ngoài trời, dưới gốc cây hoặc trong các hang đá, không vào ở trong nhà dân hay chùa chiền. Điều này giúp thầy cảm nhận sự tự do tuyệt đối, không bị ràng buộc bởi bất kỳ nơi chốn nào. Hạnh 13. Ăn ngay tại nơi nhận thức ăn. Mỗi khi nhận được thức ăn, thầy không mang đi bất cứ nơi nào khác mà ngồi ngay tại nơi đó để ăn. Việc này giúp thầy duy trì chánh niệm và không vướng mắc vào việc tích trữ, không bận tâm đến việc sau đó sẽ có gì để ăn. Thầy tin rằng mọi thứ đều được sắp đặt theo duyên, chỉ cần sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Qua nhiều năm thực hành 13 hạnh đầu đà, thầy Minh Tuệ dần nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong tâm hồn. Thầy không còn lo lắng về sự đói khát, về nơi ở hay những nỗi sợ hãi về bệnh tật và cái chết tâm trí thầy trở nên trong sáng, không còn dính mắc vào dục vọng hay tham sân si. Thầy cảm nhận sự an nhiên và thanh tịnh, mở ra con đường giác ngộ. Hạnh đầu đà không chỉ là những quy tắc khổ hạnh mà chính là con đường dẫn đến sự giải thoát, tự do tâm trí khỏi mọi ràng buộc của cuộc đời. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, kể từ khi hiện tượng Sư Minh Tuệ xuất hiện, chúng ta mới có dịp suy ngẫm và tìm hiểu về câu chuyện tu hành của ngài. Một số người cho rằng, tu hành theo hạnh đầu đà là của Bà La Môn, là tà đạo, không thuộc về Phật giáo. Điều đáng buồn là nhiều người trong số đó lại là những vị tu sĩ Phật giáo. Họ nghĩ như vậy vì thiếu sự quan sát sâu sắc, dẫn đến hiểu sai kinh điển và ngộ nhận giữa pháp tu đầu đà và lối tu ép xác. Thời xưa, Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành đạo đã từng thực hành lối tu ép xác, một phương pháp không ăn, không uống, chỉ tọa thiền và quán tưởng cho đến khi kiệt sức vì đói khát. Thân xác ngài tiêu tủy và phải nhờ một cô thôn nữ cúng dường bát cháo sữa dê mới được cứu sống. Từ trải nghiệm này, ngài nhận ra rằng ép xác không mang lại sự giác ngộ mà còn đe dọa đến sinh mạng. Từ đó, ngài thiết lập những phương pháp tu phù hợp hơn như 13 hạnh đầu đà chủ yếu là những giới luật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đề ra cho đệ tử thực hành. Hạnh đầu đà yêu cầu người tu hành đi khất thực bằng chân đất để từ bỏ lòng kiêu ngạo và tăng trưởng lòng từ bi. Người tu chỉ mặc ba y do chính mình khâu vá, không nhận cúng dường y mới. Một bát là công cụ duy nhất để khất thực, chỉ nhận thức ăn không nhận tiền. Hạnh này còn bao gồm việc ăn một bữa trong ngày, không ăn sau giờ ngọ, không ăn phi thời, không tích trữ đồ ăn và không giữ tiền bạc. Người tu hành phải đi khất thực từ nhà này sang nhà khác mà không phân biệt giàu nghèo, không chọn nơi có nhiều thức ăn và không giữ lại đồ ăn thừa. Họ sống không cố định một chỗ, trừ ba tháng an cư trong mùa mưa để tránh dẫm đạp côn trùng. Không nằm trên giường cao, không ở trong nhà dân, chỉ trú tại rừng, nghĩa địa, hang đá, gốc cây hoặc ngoài trời. Một điểm khác biệt là không bắt buộc phải ngủ ngồi, nhưng nhiều người tu hạnh đầu đà vẫn chọn phương pháp này để kiểm soát dục vọng. Hạnh đầu đà thể hiện sự quyết tâm cầu đạo và giải thoát. Người tu hạnh này dễ dàng đạt đến giác ngộ vì không còn dính mắc vào vật chất, thời gian hay lo lắng về tương lai. Họ không còn sợ hãi nghèo khó, bệnh tật hay cái chết, cũng không ham muốn dục vọng, không phân biệt chấp trước nên Phật tánh dễ hiển lộ. Ngày nay, nhiều người còn dính mắc vào tiền bạc, danh lợi và dục vọng, kể cả những tu sĩ. Họ tu hành nhưng vẫn bị trói buộc bởi tài sản, chùa chiền và thậm chí có những tiện nghi riêng. Do đó, họ không thể kiến tánh, không đạt được giác ngộ. Qua đó, thực hành theo hạnh đầu đà không phải là của bà La Môn hay Tà Đạo. Chính những người tu hành không đủ đạo hạnh mới ganh ghét và xúc phạm các bậc chân tù. Những lời phỉ báng xúc phạm đó sẽ nhận lấy nhân quả vì họ đã mạo phạm đến các vị chân tu như phỉ báng chính Đức Phật và các tổ sư truyền thừa. Hạnh đầu đà không chỉ là phương pháp tu hành mà còn là con đường để con người đạt giác ngộ, giải thoát khỏi tham sân si, dục vọng và không còn dính mắc vào vật chất hay danh lợi. Ngài Mahaka Diếp là một trong những vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật đã đạt giác ngộ thông qua hạnh đầu đà.